và các agency muốn khởi tạo chiến lược quảng bá thương hiệu diện rộng với cái tính năng đặc dụng cho nền tảng này. Thì nội dung chương trình của hôm nay thứ nhất thì mình sẽ nói về lý do tại sao nên quảng bá thương hiệu trên YouTube. Các cái phần một mà mình có nói ở mặt bằng chung của tôi được có giới thiệu về các tính năng của nhóm mục tiêu của YouTube thì trong phần này mình sẽ trả lời câu hỏi này từ góc độ hành vi của người dùng. Và thứ hai mình sẽ nói về định dạng quảng cáo nâng cao và phù hợp cho các chiến lược quảng bá trên thương hiệu. Sau đó bạn hãy tiếp nối chương trình và hoàn toàn ví dụ các thương hiệu như chiến lược thành công trên YouTube và cách họ đạt được mục tiêu tiếp thị kinh doanh của mình. Bạn hàng sau đó sẽ đi sâu vào các mẹo gợi ý chiến lược giúp bạn tối ưu hóa nội dung và hiệu suất của chiến lược quảng cáo trên YouTube. Các gợi ý này mang tính củng cố và bổ sung nâng cao cho các mẹo tối ưu hóa của tòa đàm trực tuyến. Và cuối cùng chúng mình cũng sẽ kết lại cái chương tòa đàm trực tuyến về quảng cáo trên YouTube này bằng một cái nhìn tổng quát về vai trò quan trọng của quảng cáo YouTube trong chiến lược tiếp thị thương hiệu của bạn, phối hợp hài hòa với các chiến lược quảng cáo trên mạng tìm kiếm, chính thị và ngay cả các phương tiện offline TV. Nhằm giúp cho bạn có thể khởi tạo chiến lược quảng bá thương hiệu hoàn chỉnh và hiệu quả bằng cách kết hợp nhiều phương tiện này với nhau. Vậy thì tại sao chúng ta nên quảng cáo thương hiệu trên YouTube? Thì thứ nhất, khi nghĩ tới quảng cáo bằng phim ảnh, hình ảnh thì ta nghĩ ngay tới quảng cáo TV. Nhưng mà trong thời đại kỹ thuật số, thị trường tiềm năng trẻ và nhiều hơn thì ta thấy phân biệt rõ hơn về sự khác biệt trong hành vi giữa những nhóm tuổi này để có thể khởi tạo chiến lược quảng cáo thành công. Theo khảo sát người dùng Internet năm 2015 ở Việt Nam thì ta có thể thấy ở đây lượng người xem TV và YouTube đều cao, nhưng mà độ tuổi 16-24 tuổi cũng là giới trẻ yêu thích sử dụng YouTube hơn TV. Một điều khác mà khảo sát này không cho thấy ở đây là mỗi người trong độ tuổi này thường có nhiều thiết bị cá nhân khác nhau so với thiết bị TV mà mỗi gia đình thường chỉ có trung bình một cái trong phòng khách. Thì suy ra không những giới trẻ xem YouTube nhiều hơn TV mà YouTube còn có khả năng tiếp cận họ một cách thân thiết và gần gũi hơn mọi lúc mọi nơi. Mà điều đó thì không hoàn toàn ám chỉ là YouTube và TV là thị trường được thủ tranh chiến lấy sự quan tâm của người xem. Nhưng thấy ở đây thì YouTube và TV có thể cùng tồn tại với nhau vì giờ cao điểm xem TV và YouTube không trùng nhau. Điển hình là sau 8 giờ tối người dùng thường chuyển từ TV sang xem YouTube. Các chương trình mà người dùng xem trên TV và YouTube cũng khác nhau rất nhiều. Như ta có thể thấy ở đây thì YouTube là nơi người xem tìm đến các nội dung quốc tế chất lượng cao theo yêu cầu, mang tính ngẫu hứng và mang tính giải trí. Vì lý do đó mà YouTube cũng là kênh được nhiều và được nhiều sử dụng và được tin cậy để tìm hiểu thông tin về các sản phẩm và thương hiệu mà người dùng quan tâm mọi lúc mọi nơi mọi thứ họ cần. Khảo sát ý kiến người dùng cũng cho ta thấy điều đó. Thì tóm lại tại sao chúng ta nên quảng cáo thương hiệu trên YouTube? Thứ nhất thì mình xin tóm tắt lại là YouTube là kênh mà được mọi người những là giới trẻ yêu chuộng và được tiếp cận được như thế này. Và thứ hai, YouTube là tập hợp những kênh nội dung chất lượng không chỉ mang tính giải trí mà còn dành cho mục đích tìm hiểu và thương hiệu sản phẩm. Kết hợp tất cả những điều trên với những tính năng, nhắm mục tiêu và tầm vốn lớn của YouTube thì chiến dịch quảng cáo thương hiệu bằng video của bạn có khả năng tác động đến quyết định mua hàng của người xem bằng nội dung và hình thức sống động và ấn tượng. Tiếp theo đây thì chắc hẳn cũng là phần mà các bạn quan tâm nhất. Thì tôi xin giới thiệu đến các định dạng quảng cáo nâng cao dành cho chiến dịch quảng bá thương hiệu. Thứ nhất là hình thức quảng cáo thông qua vị trí đặt trên trang chủ của YouTube. Nó được gọi là masthead. Đây là trang mà người dùng nào vào YouTube cũng trông thấy đến hàng triệu lượt mỗi ngày, vì vậy nên vị trí đặt quảng cáo ở đây mang tính mấu chốt và chiến lược cho một chiến dịch quảng bá thương hiệu tầm cỡ. Ngoài độ phủ cực rộng ra thì Masthead còn có thể sở hữu các tính năng tương tác, thu hút và mua nhộn gây ấn tượng cho người dùng, ví dụ như là video, image gallery, hình ảnh động. Hơn hết thì điểm ưu việt của Masthead là bạn có thể độc quyền vị trí đặt ngay trong suốt 24 giờ đồng hồ và không chia sẻ không gian bất kỳ thương hiệu nào khác.
các chứng phí của Masthead là chứng phí theo ngày với giá phí cố định, hay còn gọi là CPD, cost per day, và bạn sẽ phải liên hệ với Google trực tiếp để được báo giá và đặt mua sau. Về mặt thiết kế thì bạn có vô vàn công cụ và định dạng để tạo Masthead một cách dễ dàng. Nếu mà bạn có muốn sử dụng những định dạng có sẵn để đơn giản hóa công đoạn thiết lập và đơn giản hóa cái quá trình đặt mua, thì bạn có thể sử dụng thư viện Rich Media Gallery của Google cung cấp để mà lựa chọn các loại Masthead. Ngoài ra thì nếu bạn có khả năng và có nhu cầu tự thiết kế Masthead thì bạn hoàn toàn được có thể làm như vậy, và bạn có thể sử dụng công cụ Google Web Designer miễn phí do Google cung cấp. Và định dạng Masthead cuối cùng khá là thú vị, đó là Live Masthead. Đó là định dạng Masthead trên trang chủ của YouTube để công chiếu một chương trình trực tiếp mà thương hiệu của bạn tài trợ. Loại hình là quảng cáo thứ hai, đó là loại hình quảng cáo YouTube video. Thì đây là loại hình quảng cáo video trên YouTube mà phổ biến và thông dụng nhất mà ai nghĩ tới quảng cáo trên YouTube cũng đề nghị tới đầu tiên. Thì đây là bản tóm tắt chung của các dạng quảng cáo video in stream hay là trong luồng, có nghĩa là quảng cáo được xuất hiện cùng với các video của kênh đối tác. Thì như các bạn thấy ở đây thì Chuvi in stream cũng có giới thiệu ở trong buổi tọa đàm phần 1 là một trong những định dạng này. Hôm nay thì mình cũng giới thiệu thêm hai định dạng mới, đó là in stream và in stream select, đặt mua theo giá CPM cố định. Thì mình sẽ lên tâm sơ phân chút là hai cái dạng quảng cáo này nó khác nhau thế nào, TrueView và hai dạng còn lại. Thì thứ nhất là về cách tính phí. TrueView như các bạn biết thì cách tính phí theo CPV là chi phí cho mỗi lượt xem tính theo hình thức đấu giá trên giao diện của AdWords. Trong khi đó thì hình thức In-stream select là tính theo giá cố định theo CPM, cũng là giá cho mỗi 1.000 lượt hiển thị và được đặt mua trực tiếp với Google. Hai về đặc tính quảng cáo thì TrueView In-stream có lựa chọn có thể bỏ qua quảng cáo sau 5 giây đầu tiên, và bạn chỉ có thể chỉ phải trả tiền cho mỗi lượt xem thực sự trên 30 giây hoặc là đến hết quảng cáo nếu quảng cáo dưới 30 giây. Còn đối với hai định dạng quảng cáo bên cạnh thì đối với định dạng quảng cáo in-stream thì người dùng không thể bỏ qua được quảng cáo để xem hết từ đầu đến cuối. Vì lý do này nên quảng cáo in-stream không bỏ qua được, phải có độ dài tối đa là 30 giây, 15-30 giây. Thế vào đó thì loại hình quảng cáo in-stream select nó khá giống với loại hình quảng cáo TrueView in-stream là người dùng có khả năng bỏ qua quảng cáo sau 5 giây đầu tiên. Nhưng khác với lại loại hình quảng cáo TrueView in-stream thì TrueView in-stream bạn trả tiền cho những lượt xem thật sự. Thì đối với in-stream select bạn trả tiền cho mỗi lượt hiển thị, cho dù người xem có bỏ qua hay không. Và đối với loại hình quảng cáo in-stream select thì video độ dài tối đa là 60 giây. Và cuối cùng là về đặc tính có tăng lượt hiển thị xem, tăng lượt xem tự nhiên hay không. Thì các bạn cũng biết là lượt xem tự nhiên trên YouTube giúp video phát tán mạnh mẽ hơn, nên điểm này sẽ quan trọng với những chiến dịch mà đề cao cái vấn đề này. Thì đối với TrueView in-stream và in-stream select sẽ tăng lượt xem tự nhiên. Các bạn thông cảm có một cái lỗi ở trên cái slide của mình, đó là in-stream select có tăng lượt xem tự nhiên. Và thay vào đó thì in-stream không thể bỏ qua được thì sẽ không tăng lượt xem tự nhiên của video. Thì chắc hẳn bây giờ các bạn cũng đang tự hỏi là vậy thì tôi nên chọn chiến dịch TrueView hay chiến dịch in-stream đặt mua cho cái chiến dịch quảng cáo của mình. Thì đây là một bản tóm tắt sơ lược về cái khác biệt giữa hai cái định dạng quảng cáo này. Một là TrueView in-stream tính theo hình thức đấu giá, và cái thứ hai là in-stream đặt mua. Thứ nhất là như mình có nói hồi nãy thì TrueView in-stream là đặt mua theo CPV, giá cho mỗi lượt xem, và cái lượt hiển thị sẽ tùy thuộc vô hiệu suất quảng cáo, có nghĩa là tùy thuộc vô cách nhắm mục tiêu của bạn có hiệu quả hay không, và bạn có thể thiết lập và quản lý dễ dàng cái vấn đề nhắm mục tiêu này trên giao diện của AdWords, và bạn có thể tối ưu hóa mọi lúc mọi nơi, cũng giống như các chiến dịch search, chiến dịch display khác ở trên AdWords.
Còn chiến dịch stream đặt mua thì tính theo CPM cố định và lượt xem và lượt hiển thị sẽ được đảm bảo theo cam kết đặt mua khi bạn ký với Google. Có nghĩa là nếu bạn mua 1 triệu lượt hiển thị thì chắc chắn bạn sẽ đạt được đúng 1 triệu lượt hiển thị theo cam kết. Nhưng định dạng stream đặt mua thì sẽ không thể điều chỉnh nhắm mục tiêu được khi đã bắt đầu chạy. Cho nên cần phải lên kế hoạch cụ thể từ đầu. Ngoài ra thì in-stream đặt mua có thể được kết hợp với các loại hình nhắm mục tiêu chuyên dụng khác mà TrueView in-stream không thể có được. Đó là bạn có thể được lựa chọn ưu tiên chạy trên các nội dung top do đội ngũ YouTube tổng hợp, thì gọi là Prime Pack, mình sẽ giới thiệu ở trang sau. Thứ hai thì bạn sẽ được lựa chọn luôn là quảng cáo đầu tiên mà người dùng thấy cho mỗi lượt lướt YouTube. Cái này cũng sẽ nói sâu hơn một chút ở những trang sau. Vậy thì tóm lại, theo cái lời khuyên của Google thì TrueView in-stream phù hợp với tất cả mọi đối tượng nhà quảng cáo video lớn và nhỏ vì tính linh động và tiết kiệm trong việc điều chỉnh nhắm mục tiêu của nó. Và bạn chỉ trả tiền cho lượt xem thật sự thôi, có nghĩa là lượt xem quá 30 giây hoặc là lượt xem đến hết video, nếu như video dưới 30 giây. Còn bên cạnh đó thì loại hình quảng cáo in-stream đặt mua thì sẽ phù hợp hơn với các chiến dịch quảng bá thương hiệu cần độ phủ lớn và ít cần tuyên truyền nhắm mục tiêu trong quá trình chạy. Số lượng hiển thị được cam kết trong lúc đặt mua sẽ được đảm bảo, và đối với loại hình quảng cáo in-stream đặt mua này thì bạn phải cần lên kế hoạch cụ thể từ đầu và làm việc với Google Account Manager để đặt mua và điều chỉnh. Thì nếu mà các bạn cần nhiều thời gian hơn đối với slide này thì các bạn có thể tải xuống tài liệu PDF để có thể nghiên cứu kỹ hơn, vì nó cũng khá là phức tạp cái sự khác biệt giữa hai nền quảng cáo này. Thì như có nói ở trang trước thì loại hình in-stream đặt mua có thể được đặt mua kèm theo một số dạng nhắm mục tiêu chuyên dụng, một trong số đó là Prime Pack. Đặc tính của Fanpack là tập hợp những kênh nội dung hot nhất trong thị trường theo từng chuyên đề do đội ngũ YouTube biên soạn. Thì quảng cáo in-stream đặt mua kết hợp với Fanpack sẽ được ưu tiên hiển thị hơn so với tất cả các loại quảng cáo video khác và mở ra cơ hội tiếp cận hàng triệu khán giả cho bạn. Và khi lựa chọn Fanpack thì bạn sẽ có thông tin các kênh và video đối tác nào quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện cùng một cách minh bạch và rõ ràng. Ví dụ ở trong thị trường Việt Nam thì chúng ta có hai tập hợp Prime Pack. Thứ nhất đó là Giờ Vàng TV, bao gồm các kênh đối tác ví dụ như là Vietnam's Got Talent, The Voice, hoặc là Prime Pack Top Music, gồm có các trang các kênh đối tác ví dụ như là Year One Music hoặc là Taylor Swift. Khi các bạn kết hợp các Prime Pack này với chiến dịch in-stream đặt mua thì bạn có thể chiếm hữu được những khán giả xem những cái kênh mà có hàng triệu lượt người xem hàng ngày mỗi tháng như vậy. Và loại hình nhắm mục tiêu chuyên dụng thứ hai mình giới thiệu là loại hình nhắm mục tiêu vị trí đầu, là giúp cho bạn có thể chiếm hữu được vị trí hiển thị quảng cáo đầu tiên mỗi khi người dùng bắt đầu một lượt lướt YouTube mới. Có nghĩa là nếu mà người dùng thoát khỏi youtube.com hoặc là YouTube app quá 30 phút thì họ sẽ được tính là, và họ sẽ vào lại YouTube thì họ sẽ tính là một lượt lướt YouTube mới, và cho mỗi cái lượt mới này thì bạn có thể đảm bảo quảng cáo của bạn là quảng cáo đầu tiên mà họ thấy. Thì quảng cáo đầu tiên thì cũng như tương tự như là những cái slot đầu tiên ở trên TV thì nó có tác động và ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với người dùng, nên loại hình nhắm mục tiêu này cũng mang tính chiến lược cho một chiến dịch quảng bá thương hiệu thành công. Và loại hình quảng cáo trên YouTube thứ ba mà mình cũng muốn giới thiệu đó là quảng cáo hiển thị khác. Thì cái này ở trong buổi tọa đàm phần 1 thì bạn Huy Vũ và Tiên Phú có trình bày kỹ hơn các loại quảng cáo hiển thị khác. Thì ở đây mình chỉ xin tách ra một vài loại quảng cáo hiển thị mà phù hợp cho các chiến dịch quảng bá thương hiệu mà mình thấy có thể áp dụng được.
Thứ nhất là đó là anh em của True Viewer in Stream, đó là True Viewer in Display, có nghĩa là quảng cáo trên hiển thị. Thì loại hình True Viewer in Display trên hiển thị này sẽ xuất hiện dưới dạng thumbnail. Khi mà người dùng tìm kiếm một video trên YouTube search hoặc là người dùng đang xem một video và cái hình thu nhỏ này nó sẽ xuất hiện trên đầu của những cái danh sách video để ý. Và các loại hình quảng cáo True Viewer in Display video này thì tính theo CPC, có nghĩa là bạn sẽ được tính phí khi mà người dùng click vào cái hình thu nhỏ của bạn để xem video. Và loại hình quảng cáo hiển thị thứ hai đó là loại hình quảng cáo bằng banner bình thường được thiết lập dễ dàng trên mạng hiển thị của AdWords, hay gọi là GDN. Thì cái này cũng là một phần thiết yếu mà hay bị bỏ quên của một chiến dịch thương hiệu hoàn chỉnh YouTube. Có nghĩa là nếu bạn đang chạy một quảng cáo video cho thương hiệu của mình trên YouTube thì bạn cũng nên nhớ chạy một chiến dịch trên mạng hiển thị đi kèm và nhắm mục tiêu vị trí đặt là trên YouTube. Và kích cỡ của banner mà có thể xuất hiện trên YouTube ở vị trí bạn có thể thấy ở trên slide, đó là 300x250. Tiếp theo đây thì bạn Thứ Hằng sẽ trình bày cho các bạn vài câu chuyện về thương hiệu đã thành công với YouTube, cũng giống như là nguồn cảm hứng cho các bạn trong quá trình khởi tạo chiến dịch quảng cáo bán thương hiệu cho mình ở trên YouTube. Rồi, xin mời Hằng. Thank you.
Alo, các bạn có nghe rõ chưa ạ? Alo, các bạn có nghe rõ không ạ? Các bạn có nghe rõ chưa ạ? À, các bạn, nếu các bạn nghe rõ, các bạn có thể cho mình biết qua cái phần đặt câu hỏi để mình có thể tiếp tục được ạ. Thì mong các bạn thông cảm một chút để mình điều chỉnh cái bên kỹ thuật âm thanh một chút xíu, chắc khoảng chừng vài phút ạ. Chắc là vài giây thôi ạ. Ok, vậy thì bây giờ bạn Hằng sẽ trình bày lại cái khoảng thời gian hồi nãy nha, tại vì mình có một vấn đề một chút về về âm thanh đó. Ok, mong các bạn thông cảm. Thì mời Hằng có thể nói lại từ phần câu chuyện cái thương hiệu thành công không ạ? Ok, sorry mọi người vì thực sự kỹ thuật lúc nãy ha. Thay thì đến phần của Hằng thì Hằng sẽ chia sẻ một vài câu chuyện thành công của các cái thương hiệu mà đã quảng cáo trên YouTube. Thì mà mình qua câu chuyện đó thì mình sẽ xem là có bài học gì mà mình có học được và áp dụng cho công ty sắp tới của mình. Sau đó thì Hằng cũng sẽ đi qua một vài hướng dẫn về kỹ thuật cũng như là về chiến lược để mình có thể áp dụng cụ thể cho cái chiến dịch sắp tới. Đầu tiên là câu chuyện của Vina Cà Phê. Vina Cà Phê là một thương hiệu mà rất là thân thuộc đối với người Việt Nam. Trong năm chiến dịch Tết năm 2015 thì cái mục tiêu của Vina Cà Phê thứ nhất là đem cái thương hiệu của họ để họ trở nên quen thuộc và được yêu mến không chỉ bởi thế hệ cha mẹ, những người đi trước trong gia đình mà cũng cả những thế hệ con cái, tức là thế hệ về sau. Và cái mục tiêu của năm thứ hai của họ đó là đẩy mạnh doanh thu trong cái dịp Tết năm 2015. Chiến dịch yêu thương thành lời của Vina Cà Phê bắt nguồn từ một quan sát, đó là họ thấy là trong gia đình Việt Nam thì cái giá trị và tình yêu thương giữa những người trong gia đình thì rất là quan trọng. Tuy nhiên là cái việc mà bày tỏ tình yêu thương giữa con cái và cha mẹ thì đôi khi là mọi người có ngại ngùng và đôi khi là mình cũng không có dịp để nói ra. Thì Vina Cà Phê dựa vào cái quan sát đó đã tạo ra một vài cái clip mà trong đó có những cái người mà rất là nổi tiếng trên YouTube, ví dụ như là Trấn Thành, Chi Tu hay là JP Evermind, và họ được đặt trong tình huống là họ phải gọi điện về cho gia đình, nghĩa là một tình huống thử thách đó, và nói là ba mẹ ơi, con ba yêu ba mẹ lắm. Thì câu chuyện rất là hài xảy ra là thường là bố mẹ không nhận được những cái lời yêu thương của con cái, nên mà khi mà những cái bạn này gọi về cho gia đình thì họ rất là bất ngờ. Và ví dụ như là mẹ của bà Tưng thì nghe nói thế thì bà giật mình, có phải là con có bầu rồi không? Còn bố của Trấn Thành thì hỏi là có phải là mày say hay là mày hết tiền? Thì là những cái clip rất là lửa khóc lửa cười và là mọi người rất là yêu thích để xem cái clip này. Thì đồng thời cho cái clip mà họ sản xuất thì Vina Cà Phê cũng tạo ra những chiếc cốc mà có những cái thông điệp yêu thương giữa con cái và cha mẹ rất là dễ thương, ví dụ như là ba là tài xế không bao giờ ế, mẹ càm ràng những ngày không lo cho con cái, và đặt nó vào những cái giỏ quà Tết của mình, ở trong những giỏ quà Tết của Vina Cà Phê. Thì chiến dịch này của Vina Cà Phê được nhận được rất là nhiều sự ủng hộ, và cái clip mà yêu thương thành lời thì đã lọt vào YouTube Trend Dashboard trong cái mục cả là mục được xem nhiều nhất và mục được chia sẻ nhiều nhất. Trong cả chiến dịch thì Vina Cà Phê có được hơn 8 triệu view. Thì những cái gì mà họ đã làm tốt ở đây và những cái gì mà đã tạo ra cái hiệu quả hay là cái kết quả tốt như vậy cho Vina Cà Phê, thì đầu tiên đó là cái cách chọn làm cái thông điệp gửi đi. Thì thông điệp yêu thương ba mẹ, yêu thương gia đình là một thông điệp rất nhân văn và nó rất được phù hợp với văn hóa của người Việt, chọn làm tình yêu thương cho gia đình. Thứ hai là cái thông điệp rất là hài hước, rất là mà vui vẻ, nó không hề giống như là một quảng cáo mà mình bị buộc phải xem.
ba là họ rất là khéo léo để sử dụng những cái nhân vật nổi tiếng hay là các bạn mà làm brand ở đây thì chắc là hay gọi là KOL. Và đồng thời là họ cũng khéo léo chọn một vài trong số những người này là những cái nhân vật mà họ nổi lên từ YouTube. Cái thứ tư mà Vina Cà Phê làm được là cái cách mà họ khéo léo sử dụng nhiều cái phương tiện khác nhau của các cái định dạng quảng cáo khác nhau của YouTube để đạt được cái mục tiêu của mình. Thì Vina Cà Phê là một cái brand mà rất là phù hợp với tất cả mọi đối tượng trong xã hội. Vì thế nên là cái độ phủ, cái mà họ nhắm đến cho cái thương hiệu của họ thứ nhất là độ phủ. Thì để mà đạt được cái này thì Vina Cà Phê họ dùng cái market. Trong cái market này có hình động và feature những cái có hình của các ngôi sao, và sau đó thì có cái video autoplay của cái clip con nói yêu thương ba mẹ. Đồng thời thì với những cái clip này thì họ đạt được diện phủ rất là tốt đối với cộng đồng trên YouTube. Sau đó thì họ kết hợp với chiến dịch TrueView để nhắm vào cái đối tượng trẻ và những đối tượng mà đã nằm trong cái độ tuổi mà họ muốn nhắm đến, và những cái người mà đã nhìn thấy market của họ. Cái thứ năm mà Vina Cà Phê làm được đó là khéo léo kết hợp giữa quảng cáo và cái thông điệp khi bán hàng. Và cái lúc nãy Hằng nói ở đây là họ có những cái cốc mà là cốc yêu thương đó, thì cái thông qua cái challenge ở trên cái video clip thì là có hãy nói yêu thương ba mẹ đi, và cái những cái cốc ở đây nó trở thành một cái thông điệp hay là một cái phương tiện mà Vina Cà Phê giống như là một cái phương tiện để giúp cho thế hệ trẻ và thế hệ ba mẹ ở trong gia đình gần lại nhau hơn qua tình yêu thương. Thì đây là năm cái clip mà năm cái tip mà chúng ta có thể học được Vina Cà Phê. Đối với Hằng thì muốn nhấn mạnh ở đây thì cái trường hợp của Vina Cà Phê là mình làm brand hay là mình làm quảng cáo thì cái media YouTube thì nó cũng chỉ là một cái media thôi. Thì cái mà YouTube có cho được cho các bạn là có cái độ phủ cao và giúp cho bạn tiếp cận với những cái đối tượng mà bạn muốn tiếp cận vào những cái lúc mà họ đang có sự chú ý. Nhưng mà làm sao để tận dụng những cái tính năng đó, cái media đó, thì bao giờ một chiến dịch thành công cũng phải bắt đầu từ insight, phải bắt đầu từ cái mà mình quan sát được. Thì khi mà bạn kết hợp được những cái quan sát đó, bạn biết đối tượng của mình là ai, biết đối tượng của mình thích nhận được những thông điệp như thế nào, những cái giá trị như thế nào, và bạn kết hợp cái đó với những hiểu biết của bạn về cái phương thức quảng cáo thì sẽ tạo ra một chiến dịch thành công. Và câu chuyện tiếp theo là về brand của Gillette. Thì nếu như mà lúc nãy mình nói thì Vina Cà Phê là một brand mà rất là phù hợp, ai cũng có nhu cầu uống cà phê, ai cũng có thể là khách hàng của Vina Cà Phê, thì Gillette lại rất là chọn lọc. Họ làm Gillette thì tất nhiên là do cạo râu, thì cái đối tượng mà họ nhắm đến thì là nam giới mà trẻ từ 20 đến 30 tuổi thôi, và cái mục tiêu của họ là ra mắt và đẩy mạnh bán hàng cho cái sản phẩm Gillette Body. Và cái mà họ quan tâm đến nhất chính là cái thương hiệu cái doanh số bán hàng của cái thương hiệu đó. Vậy thì để mà đạt được cái mục tiêu đó thì cái mà Gillette đã làm đó là sử dụng hình thức TrueView, thì in-stream và TrueView in-display ads. Thì như lúc nãy Hằng còn nói, hay là được cái series số 1 của chương trình webinar YouTube có nói, thì cái TrueView nó rất là giàu về tính năng nhắm mục tiêu và nhắm khách hàng, nhắm nội dung. Thì Gillette đã khéo léo tận dụng cái khả năng nhắm mục tiêu này, nhất là họ nhắm theo đối tượng, tức là nhắm theo là vào đúng theo độ tuổi và theo giới tính mà đúng cái đối tượng mà họ muốn bán hàng đến, rồi là họ sử dụng cái vị trí địa lý và cái sở thích của người tiêu dùng. Thì với cái chiến dịch này thì Gillette đã đạt được thành công ngoài sức mong đợi, là họ đạt được 500.000 click mua hàng, và con số này thì gấp 4 lần so với mong đợi của họ ban đầu. Và cái chiến dịch này không chỉ mang lại cho cái view hay là cho cái doanh số bán hàng, nhưng mà nó cũng có tác dụng tích cực đối với cái thương hiệu của Gillette. Đó là cái lượt tìm kiếm của từ khóa của Gillette đã cao gấp đôi sau khi mà chiến dịch nó được chạy.
Hey, Hằng dừng lại ở đây 1-2 phút ha. À, thì có bạn nhắn vào nói là tiếng nó hơi nhỏ hay là mất tiếng. Thì không biết là Hằng đang chỉnh tiếng nó to hơn rồi và cũng ngồi sát mic rồi. Không biết mọi người có nghe rõ chưa ạ? Ok. Tốt. Thì mình sẽ chuyển qua phần tiếp theo ha. À, phần này là gợi ý chiến lược và cái cách ra cái một số gợi ý về mặt kỹ thuật cho chiến dịch YouTube. Đầu tiên là hãy sử dụng mà banner đính kèm. Thì nhiều người không biết điều này nhưng với mỗi một quảng cáo TrueView mà bạn mua của AdWords thì nó đều đi kèm với companion banner. Companion banner này là miễn phí. Và nó hiển thị như thế nào? Khi mà bạn xem quảng cáo hay là xem một cái video trên YouTube thì bạn sẽ thấy là có một cái thanh ở phía bên phải. Trong cái thanh phía bên phải đó thì thường là có những cái video mà bạn có thể xem trong lần sau. Và trước trên cái thanh bên phải đó thì nó có những khi mà nó sẽ có những cái banner mà mình có thể click vào và những cái banner quảng cáo. Thì khi mà chuyện dễ xảy ra là khi mà bạn xem cái quảng cáo đó hay là bạn không muốn xem quảng cáo đó, bạn skip và bạn bắt đầu bạn xem cái video mà bạn muốn xem thì cái companion banner nó vẫn ở đó. Và ví dụ như là Hằng xem quảng cáo thì Hằng thực mà nói thật là cũng rất là hay skip quảng cáo, tại vì ai cũng muốn xem tiếp bộ phim mà mình đang xem. Nhưng mà có một số cái thương hiệu mà mình yêu thích, ví dụ như là mỹ phẩm hay là có một số chương trình giảm giá, thì nhiều khi là mình skip xong rồi sau đó mình thấy tiếc, mình lại muốn hay là mình thấy tò mò thì mình muốn quay lại để mình xem. Nhưng mà nhiều khi là nhà quảng cáo không có companion banner thì người tiêu dùng cũng không có cách nào mà để quay lại cái quảng cáo đó. Thì cái companion banner này nó cho phép bạn làm như vậy, thì là khi quảng cáo khách hàng có skip qua quảng cáo rồi hoặc xem xong quảng cáo rồi, họ vẫn có thể có cơ hội để đi đến trang web của nhà quảng cáo hoặc có cơ hội để nhìn thấy lại cái thương hiệu của nhà quảng cáo. Tip thứ hai là hãy sử dụng khéo léo 5 giây đầu tiên. Thì mọi người cũng biết rồi, trong 5 giây đầu tiên thì người dùng không thể skip được quảng cáo. Và 5 giây đó là một thời khắc rất là quan trọng và quyết định, giống như một ấn tượng ban đầu với một cô gái vậy, là mình có nên xem tiếp cái quảng cáo hay không. Thì trong 5 giây đó, điều mà bạn nên làm nhất là hãy nên có cái nội dung thật là ấn tượng, thật là thú vị trong 5 giây đầu tiên, vì ấn tượng ban đầu rất là quan trọng để họ tiếp tục xem quảng cáo của bạn. Thứ hai là 5 giây đầu tiên này là 5 giây miễn phí, kể cả sau 5 giây khách hàng có skip quảng cáo của bạn thì bạn không bị tính tiền. Thì thế nên là mình hãy tận dụng cái 5 giây đầu này và khéo léo bỏ cái hình ảnh thương hiệu của mình vào để họ vẫn nhớ đến mình sau khi họ skip quảng cáo. Cái tip thứ ba là hãy tận dụng hình thu nhỏ video lôi cuốn. Thì hình thu nhỏ là cái hình nếu như mà video nó không chạy, nó để tĩnh, thì đấy là cái hình mà mình sẽ nhìn thấy. Thì cái tip này là rất là quan trọng đối với các bạn mà sử dụng quảng cáo TrueView in Display. Lúc nãy bạn Huân có nói qua đó, quảng cáo TrueView in Display là cái quảng cáo mà sẽ xuất hiện trong cái danh sách các video khi mà mình search ở trên YouTube, hay là cũng như là các cái danh sách video ở cái thanh phía bên tay phải khi mà mình đang xem YouTube. Thì cái TrueView in Display, cái hình ảnh nó càng hấp dẫn thì cái khả năng người ta click vào để xem cái nội dung của mình nó càng cao. Thì cái tip này nó không chỉ đơn giản là chỉ áp dụng với các cái nhà quảng cáo đâu, mà nếu như mà ai ở đây mà có một cái YouTube channel thì đều biết là cái hình thu nhỏ video nó quan trọng đến mức nào. Thứ tư là hãy liên kết YouTube với AdWords. Thì có 3 lý do mà bạn nên tại sao bạn nên liên kết. Thứ nhất là sau khi bạn liên kết thì bạn sẽ từ trong cái tài khoản AdWords của mình có thể nhìn được những cái engagement, tức là ví dụ như là earn view thì là những người mà đã xem cái quảng cáo của bạn, sau đó mà họ vào channel và xem một cái video khác của cái channel của bạn, thì cái này gọi là earn view.
Ngoài ra thì sau khi link thì bạn cũng có thể nhìn được những tạo được những cái call to action ở trong cái video của mình, và để những cái xuất hiện call to action đó xuất hiện ở trong quảng cáo, và bạn cũng sẽ nhìn được là cái lượt mà người ta ấn vào cái call to action đấy là bao nhiêu. Và thứ ba là sau khi mà bạn liên kết được với YouTube và AdWords thì bạn có thể sử dụng tiếp thị lại với những cái audience, những cái người mà đã từng xem kênh YouTube channel của mình. Ok, vậy call to action overlay là thiết yếu. Thì lúc nãy Hằng có giải thích rồi, mình có thể nhìn cả cái hình ở trên màn hình ha. Nó là một cái ô mà nó sẽ có một cái link. Trong cái link đó sẽ có một cái short, một cái miêu tả ngắn về cái brand của mình, cũng như là một cái hình thumbnail. Thì và cái call to action overlay thứ nhất là nó kêu gọi người ta đi đến website. Những cái bạn còn nhà quảng cáo mà quan tâm đến cái traffic website thì rất là nên tận dụng cái tính năng này. Thứ hai nữa là nó nhắc người ta về thương hiệu. Nhiều khi quảng cáo mà làm hay thì cái thương hiệu nó chỉ xuất hiện khéo léo một vài thời gian và cũng quýt thôi. Vậy thì làm sao để mình nhấn mạnh hơn được cái thương hiệu thì mình có thể dùng cái call to action overlay này. Quay lại một chút thì cái call to action overlay nó là một phần của cái video, nên là cái video nào cũng có thể tạo được cái call to action overlay, và bạn sẽ tạo từ trong cái giao diện của YouTube channel. Khi mà bạn đặt nó thành quảng cáo thì call to action overlay nó sẽ vẫn xuất hiện trong quảng cáo nếu như mà bạn đã link trước của AdWords. Okay. Tiếp thứ 6 là hãy sử dụng YouTube channel, kênh YouTube của bạn trở thành trang đích của cái chiến dịch quảng cáo. Thì có một số thương hiệu rất là đầu tư vào cái kênh YouTube của mình. Ví dụ như ở đây là cái thương hiệu của Treasure May, là trong cái YouTube channel của họ là rất là nhiều video về cách chăm sóc tóc, cách làm đẹp tóc, và cái những cái video nó phong phú như vậy và cái nội dung nó thú vị thì nó rất là giúp ích cho người dùng mà quan tâm đến cái chủ đề đó, và nó tạo ra giá trị cho người dùng. Thế nên nếu như bạn có kênh YouTube channel và bạn không quá quan tâm đến cái click to mini site thì hãy nên sử dụng cái kênh YouTube của mình làm cái landing page cho cái TrueView video. Như vậy thì sẽ khuyến khích được người dùng tương tác nhiều hơn đối với những cái video của cái brand của mình. Tip thứ 7 rất quan trọng là hãy sử dụng tiếp thị lại. Lúc nãy mình và Huân thì có nhấn mạnh là cái khả năng độ phủ của YouTube rất là cao, và những cái hình thức quảng cáo như TrueView hay Market các bạn nhắm đến những cái mang cái thông điệp của bạn đến tất cả những cái khách hàng này. Tuy nhiên là trong cái tập khách hàng đó thì những người nào yêu quý thương hiệu của bạn và những cái người nào mà có khả năng cao hơn sẽ chuyển đổi thành khách hàng, thì làm sao mình lập những cái danh sách đó thì mình có thể sử dụng tiếp thị lại. Thì đối với YouTube thì bạn có thể tiếp cận tức là tiếp thị lại đối với những đối tượng ngoài những cái danh sách tiếp thị lại thông thường mà mình đã có ở trong AdWords, đúng không? Là những cái người mà đã vào trang web thì mình còn có những đối tượng khác, ví dụ như là những người đã xem video của bạn hoặc những người đã xem cái kênh YouTube của bạn qua một kênh cách nào đó mà họ đã đến cái kênh YouTube channel của bạn. Còn những người mà đã chạy market thì mình có thể tiếp thị lại đối với những khách hàng mà đã nhìn cái market hoặc là đã click vào cái market của mình hoặc là đã click vào một cái nút nhất định trong market, thì mình đều có thể tiếp thị lại đối với họ. Nếu mà mình chọn lọc hơn thì mình cũng có thể kết hợp nhiều yếu tố với nhau. Ví dụ như từ cái danh sách tiếp thị lại mà mình đang tiêu tả lúc nãy thì bạn cũng có thể kết hợp với cái danh sách mà tiếp thị lại mà đã những người đã vào website phải là thỏa mãn cả hai yêu cầu hoặc là chỉ thỏa mãn một trong hai yêu cầu, và cũng có thể kết hợp với các tính năng nhắn khác. Đó là phần những cái tips mà mình có về cái cách cài đặt cho một chiến dịch YouTube. Thì lời kết của Hằng và của Huân hôm nay là hãy để YouTube trở thành một phần cho chiến dịch quảng bá thương hiệu của bạn. Thì dù là bạn muốn xây dựng cái nhận thức về thương hiệu
bạn muốn tác động đến quyết định mua hàng và đẩy mạnh mua hàng, hay là bạn muốn nâng cao sự trung thành đối với thương hiệu của bạn, thì YouTube sẽ có một cái sản phẩm phù hợp dành cho cái nhu cầu của mình. Nếu bạn muốn xây dựng nhận thức về thương hiệu, độ phủ là sự quan trọng, hãy sử dụng market và hãy sử dụng true view. Nếu bạn muốn đẩy mạnh cái quyết định mua hàng thì cái tính năng nhắm là quan trọng, hãy sử dụng cái cách targeting ở trên true view hay là trên các cái hình thức quảng cáo khác ở trên YouTube, hãy sử dụng remarketing tiếp thị lại. Ngoài ra thì hãy nên sử dụng YouTube search, thì nhiều nhà quảng cáo bỏ quên cái YouTube search này. Thì mình muốn nhấn mạnh một chút thì YouTube nó là cái channel, cái search engine, tức là cái cỗ máy tìm kiếm lớn thứ hai trên thế giới, tức là sau Google, không phải là Bing, không phải là Yahoo search, mà là YouTube search. Và nó là cái địa điểm đầu tiên mà người ta đi đến để tìm kiếm thông tin về thương hiệu, và đặc biệt là các cái thương hiệu, ví dụ như là riêng bản thân hàng là nếu như mà muốn đi tìm một cái sản phẩm về mỹ phẩm, là đầu tiên là sẽ lên YouTube và sẽ xem review về cái sản phẩm đó, và xem các cái vlogger nói về cái sản phẩm đó như thế nào. Thì mình có thể nhắm trên những cái từ khóa tìm kiếm đó của họ trên YouTube. Hay là các bạn nam mà dùng các thiết bị công nghệ thì cũng biết là đập hộp này iPhone hay là đập hộp điện thoại là bao giờ trên YouTube có đầu tiên. Ngoài ra, nếu như mà mình muốn nâng cao với sự trung thành về thương hiệu thì có thể sử dụng remarketing hay là true view để nhắm vào những cái người mà đã vào YouTube channel của mình. Tóm lại là YouTube cho phép mình tiếp cận được với những cái đối tượng tiềm năng, và với cái mẫu quảng cáo rất là phong phú thì nó cho phép người làm thương hiệu có thể thể hiện một cách sáng tạo và lôi cuốn những thông điệp của mình. Và với cái tính năng là có comment, có like, có share, thì cái khách hàng của bạn có thể tham gia và tương tác, chứ nó không phải là một cái quảng cáo một chiều. Vì vậy nên YouTube sẽ là một phần hỗ trợ thiết yếu cho chiến lược quảng cáo thương hiệu của bạn, bổ sung về TV và mạng hiển thị. Đây là phần nội dung của webinar về slide hôm nay. Thì là Hằng và Huân đã phổ biến xong, thì xin cảm ơn mọi người và đã dành sự chú ý và theo dõi trong ngày hôm nay. Thì trong 15 phút tiếp theo thì Hằng và Huân sẽ trả lời một số câu hỏi mà các bạn gửi đến. Nhưng mà trước hết thì nên thì muốn nhắc Huân với mọi người là nếu như mà cần thêm thông tin về YouTube hay muốn hỗ trợ để tạo chiến dịch hay là hỗ trợ để đặt mua YouTube YouTube Wizard đó, thì có thể liên lạc với đội ngũ hỗ trợ. Ngoài ra thì thực ra là Hằng rất là muốn show video để giới thiệu cho mọi người những cái chiến dịch YouTube hay, nhưng mà do cái webinar này họ nó không cho phép, nên là mình có thể download cái link, download cái tài liệu này về, sau đó mình có thể tự xem ở nhà ha. Và đây cũng là đây thì có cả các tài liệu tham khảo khác mà mình có thể dùng. Bây giờ thì mọi người có câu hỏi gì thì gửi vào và Hằng vài hơn sẽ trả lời qua đây luôn ha. Còn nếu như mà mọi người nào không có thời gian thì có thể drop out và có thể tải cái tài liệu từ cái phía bên trái cái màn hình của mình. Thì ngầm Hằng cũng nhờ mọi người một chút và cũng muốn là biết cái ý kiến của mọi người là cái buổi hôm nay nó đã đạt được cái kỳ vọng của mọi người không, nên là giúp Hằng cái hơn một chút là điền cái bản khảo sát, thì mọi người có thể nhìn thấy cái ô thích có cái dấu thích màu đỏ trên phía bên tay phải góc phía trên đó, thì mình nhấn vào đó thì mình điền bản khảo sát cho mình ha.